Xin chào tất cả các con. Hôm nay thầy lại cùng chúng ta tìm hiểu sang một cái bài tiếp theo. Đó là bài tính chất của phép cộng. Ở bài này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về ba tính chất. Tính chất thứ nhất đó là tính chất kết hợp. Tính chất thứ hai đó là tính chất giao hoán. Và tính chất thứ ba đó là tính chất cộng với số 0. Ở tính chất đầu tiên, tính chất kết hợp, bọn con có thể ghi nó vào trong vở. Khi mà học với thầy như thế này này, nên có một quyển vở để ghi chép lý thuyết rồi làm bài tập, chứ đừng ghi chung vào vở ở trên lớp, như thế nó sẽ lẫn lộn. Được chưa nào? Tính chất kết hợp. Kết hợp ở đây có nghĩa là mình ghép nó vào với nhau, mình nhóm nó vào với nhau để cho nó thuận tiện thì gọi là kết hợp. Mục đích là để tính nó nhanh và để tính cho nó dễ, nó thuận tiện. Biểu thức của tính chất kết hợp được thể hiện là nếu bọn con cộng 3 số hạng A, B, C thì bọn con có thể nhóm A cộng B với nhau trước, rồi sau đó cộng với C. Thì đây hiển nhiên là điều thực hiện bình thường, tại vì AB nó cạnh nhau mà. Và trong cái biểu thức này thì bọn con cộng A với B rồi cộng với C. Nhưng cũng biểu thức đó, người ta lại có thể cộng B với C trước, để A ở đây, lấy B cộng C trước, đúng không ạ? Được B cộng C rồi, và kết quả này là dễ, dễ và đẹp. Sau đó lấy kết quả này cộng với A, thế là xong. Thầy làm ví dụ, bọn con có 378 cộng với 36 rồi cộng với 64. Nếu mà cộng bình thường thì lấy 378 cộng với 36 được bao nhiêu rồi cộng với 64. Như vậy phép tính này sẽ là mình phải nhầm, đúng không? Sau đó mình lại lấy cái này, cái kết quả này lại cộng tiếp 64, lại phải nhầm một lần nữa. Thầy làm ví dụ cho bọn con xem. 8 cộng 6 14 viết 4 nhớ 1. 7 cộng 3 là 10. Nhớ 1 11 viết 1 nhớ 1. 3 nhớ 1 là 4. Sau đó lại cộng với 64. Thì lúc đó lại phải làm tiếp. 4 cộng 4 là 8. 1 cộng 6 là 7. Đây, 478. Nhưng nếu bọn con không làm như thế mà kết hợp thì hãy giữ nguyên 378 rồi nhóm 36 cộng 64. Thì tính sẽ nhanh hơn, bởi vì cái này nó ra 100. Đây là số đẹp và đây là tính dễ. Sau khi có 100 rồi thì lại cộng rất dễ. 100 mà thêm vào 300 thì nó thành 478. Được chưa nào? Đó, kết hợp là như vậy nhá. Kết hợp là mình nhóm ghép nó vào với nhau để làm cho nó dễ, tính cho nó nhanh. Rồi, tính chất thứ hai đó là tính chất giao hoán. Giao hoán ở đây là gì? Là mình thay đổi vị trí của các số hạng mà kết quả nó không đổi. Đó. Tính chất giao hoán ở đây thầy nhắc lại này, là thay đổi vị trí của các số hạng trong một tổng. Hôm nay là mình học tính chất của phép cộng mà, của một tổng mà. Thì tính chất biểu hiện như thế nào? A cộng B thì vẫn bằng B cộng A. Đổi chỗ. Và rồi như thế này này, A cộng B cộng C. Nhưng mà mình lại thấy là A với C thì cộng nó đẹp, thì mình sẽ đổi C lên đầu. A cộng C, sau đó cộng B. Đó. Rồi áp dụng cả kết hợp nữa, tức là mình đóng ngoặc vào, tính trước cho nó nhanh. Ví dụ khi bọn con phải làm một cái bài là 72 cộng 899 cộng với 28. Thế nếu mà cộng bình thường thì sao? Lấy cái này cộng cái này, tính này. Xong lại lấy cái này cộng cái này, tính này. À, nhưng bây giờ mình có tính chất giao hoán đúng không? Mình cho cái 72 nó gần với cái 28. Rồi mới cộng 899. Mình tính cái này trước đi. 100 cộng 899. Vậy kết quả ra 999.
Có dễ không nào? Đó. Như vậy mình tìm hiểu kỹ về tính chất của phép cộng là để mình làm cho nó nhanh. Còn cuối cùng, cộng với số 0 thì cộng với số 0 thì cái biểu thức thể hiện điều này là gì? A cộng 0 thì cũng bằng 0 cộng A và bằng chính A. Cái này thì hiển nhiên thôi đúng không? Mình cộng với số 0 thì nó đâu có thay đổi gì. A cộng 0 bằng 0 cộng A và bằng A. Có một số tình huống như sau. Cái này nó hơi nâng cao so với bài này một chút, nhưng mà thầy tin là bọn con có thể hiểu được. Thì thầy cứ nói nhá. Ví dụ 79 9 đi cộng với 685 đi, phải trừ đi 799. Đó. Cái đoạn này thì hơi quá cái phép cộng một chút, nhưng mà thôi không sao. Đây là mình tự học với nhau thôi mà. Đây là bọn con tự học ở nhà đúng không? Nghe thầy giảng xong viết vào vở mới. Đây là quá trình tự học. Mà tự học thì không giới hạn nha. Mình sẽ làm gì? Lấy 799 trừ đi 799. Lúc đây là trừ ở đằng sau, mình cộng trước rồi mình trừ sau. Nhưng bây giờ mình trừ trước rồi mình cộng sau. Thì mình trừ đi rồi bây giờ mình mới cộng 685. Đó. Kết quả 0 cộng với 685. Kết quả bằng 685. Bọn con thử đọc kỹ và ghi chép cái này vào vở xem có hiểu được không nhé. Ok, chúng ta kết thúc bài hôm nay ở đây.